Khi thắp nhang cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi video của Từ Thông, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về tâm linh, các tín ngưỡng thờ cúng dân gian, tiên thánh, gia tiên cùng các vị anh hùng dân tộc Việt Nam, cũng như là các kiến thức tử vi, phong thủy, nhân tướng học. Thưa quý vị, theo tín ngưỡng của dân gian Việt Nam thì cái ngày 23 tháng Chạp hàng năm là cái ngày ông Công ông Táo, còn gọi là cái ngày mà Táo Quân cưỡi cá chép lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả những cái điều mà tai nghe mắt thấy ở trần gian, bao gồm cả việc tốt, cả việc xấu và những cái gì mình chưa làm được. Cái nguồn gốc xuất xứ của ông Công ông Táo được xem là xuất phát từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Đạo giáo Trung Quốc, được Việt hóa bằng cái chuyện cổ tích Hai Ông Một Bà, bao gồm vị thần đất, vị thần nhà và vị thần đốt nước. Và vào cái ngày 23 tháng Chạp hàng năm thì người dân thường làm cái lễ cúng ông Công ông Táo để cầu mong các vị thần này phù trợ, báo cáo tốt lên Ngọc Hoàng Thượng Đế, kết thúc một năm cũ và chuẩn bị rước một năm mới bình an, thuận lợi, may mắn. Và trong cái lễ cúng ông Công ông Táo thì chúng ta nên cầu gì, khấn gì là một cái điều mà hầu hết mọi người vẫn quan tâm, nhưng mà cũng chưa tìm được cái câu trả lời chính xác cho mình. Và sau đây Từ Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về khi cúng ông Công ông Táo chúng ta nên cầu gì, khấn gì và đọc câu gì để có được một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Thưa quý vị, thì cái lễ cúng ông Công ông Táo ấy, từ cái việc chọn nghề tốt đến việc sắm sửa lễ vật và cái bài văn khấn ấy, thì cũng cần phải chuẩn chỉ để thu hút cái tài lộc. Và ngay sau đây Từ Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị ấy, trước khi chúng ta vào cái phần mà cầu gì, khấn gì khi mà lên hương ông Công ông Táo cho đúng ấy, thì chúng ta cũng xét qua về cái ý nghĩa của việc thờ cúng ông Công ông Táo. Thưa quý vị, thần Táo Quân là vị cái thần quyết định sự may rủi, phúc họa của gia đình. Ngoài ra còn ngăn cản cái sự xâm phạm của ma quỷ, giữ bình yên cho gia đình. Vì vậy, cái phong tục thờ cúng ông Công ông Táo nó mang cái ý nghĩa cầu mong cho cái sự ấm no, đủ đầy. Sau đó mới đến cái ý nghĩa là thờ thần bếp, cai quản cái việc bếp núc. Ông Táo về trời sẽ tâu với Ngọc Hoàng về cái việc làm ăn, cư xử của mỗi gia đình ở dưới hạ giới. Và cá chép là cái phương tiện để ông Công ông Táo cưỡi về trời. Vào cái ngày này ấy, thì sau cái lễ cúng ông Công ông Táo, các gia đình đều cúng cái con cá chép rồi đem lên sông thả. Cái việc thả cá chép với ngụ ý là cá vượt vũ môn hay là cá chép hóa rồng. Con cá chép luôn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, cho cái tinh thần vượt khó, cho cái sự kiên trì và bền bỉ. Thì trước tiên để biết được là khi cúng ông Công ông Táo thì chúng ta nên đọc gì, khấn gì, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái ngày đẹp để cúng ông Công ông Táo năm 2023. Thưa quý vị, thì theo dân gian ấy, thì người ta thường chọn cái ngày sau ngày 20 tháng Chạp là bắt đầu là có thể cúng ông Công ông Táo được, cúng ông Công ông Táo sớm. Tuy nhiên một số người có hỏi là đầu tháng 12 cúng ông Công ông Táo được không, hoặc là thời gian nào là phù hợp nhất cúng ông Công ông Táo. Đó, thì Từ Thông chia sẻ cho quý vị là chúng ta thì trước 20 thì chúng ta không nên cúng, không cúng ông Công ông Táo. Chúng ta nên đợi đến sau ngày 20 thì chúng ta làm lễ sẽ được thuận lợi, may mắn và hanh thông hơn. Và để chọn ra cái ngày tốt cúng ông Công ông Táo ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư nhé. Quý vị sẽ mở cái trang 165 có phần Hứa Trinh Quân Ngọc Học Ký để chúng ta chọn ra những ngày tốt. Thì ông Hứa Trinh Quân thấy người đời tác phúc thinh nguyện, bái biểu thượng trương làm chay, có người được phúc, có kẻ thì bị tội vạ, có nhà cầu đảo mà sinh ra tai họa, phá tượng con cháu. Như vậy là tại sao? Vì thế ông Hứa Trinh Quân mới sát trong cái bản án Thiên Tào thì thấy chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà chung cúng tổ tiên, không biết chọn ngày trong vòng lục thập hoa giáp trong tuần của các vì sao, hoặc ở nhân gian hoặc ở địa phủ, chí sĩ phạm phải mà con cháu chịu vạ lây. Vì thế ngày Hứa Trinh Quân mới rảnh rẽ chép ra cái quyển Ngọc Hạt Thông Thư để cho các vị quốc sư, đạo sĩ, nhân dân mỗi khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật, tránh được những ngày thiên cách, địa cách, thần cách, quỷ cách. Trong vòng 60 lục thập hoa giáp trung tuần ấy thì tự nhiên sẽ biết được cát hung đó. Vậy thì hôm nay Từ Thông sẽ cùng quý vị sử dụng cái quyển Hứa Trinh Quân Ngọc Học Ký trong quyển sách này tốt toàn thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng ông Công ông Táo cho được lắm tài nhiều lộc. Cái ngày đầu tiên thì nó là ngày 19 tháng 12 và ngày 20 tháng 12 âm lịch ấy. Nó chính là ngày 29 tháng 1, ngày 30 tháng 1 thì nó rơi vào ngày 20 là ngày Quý Tỵ. Trong ngày 19-20 tháng Chạp ấy, thì chư thần tại thiên làm là ngày mà khám hỏi sổ sinh tử, tế tự thì sinh ra cái bệnh tật hại thầy hại chủ. Vì thế mà quý vị không nên làm. Tiếp theo là ngày 21 tháng 12 thì nó rơi vào ngày 31 tháng 1 dương lịch thì nó là ngày gì? Ngày Giáp Ngọ. Ngày này chư thần xuống khắp cõi nhân gian, nếu có người thượng chương tiến biểu tạ lễ thổ công thổ địa thì rất là tốt, đúng không ạ? Rất là tốt. Thì được phúc gấp 10 lần. Đó. Và cái giờ tốt để thực hiện cái công việc này nó bao gồm các khung giờ sau này. Từ 11 đến 13 giờ, đúng không ạ? 13 đến 15 giờ và 15 đến 17 giờ. Đúng không ạ? 17 đến 19 giờ. Đó. Tức là từ lúc 11 giờ đến lúc trước 7 giờ tối thì chúng ta có thể cúng được ông Công Táo. Tiếp theo là ngày 22, đó là ngày Ất Mùi. Đó. Ngày Ất Mùi thì nói chung trong ngày Ất Mùi thì nó là ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch. Chư thần tại thiên nếu mà làm lễ thì cũng tạm được. Nói chung nó cũng không tốt lắm nhưng cũng tạm được. Và cái ngày này thì quý vị nên tiến hành vào cái giờ đó 9 đến 11 giờ, 11 đến 13 giờ và 13 đến 15 giờ, 15 đến 17 giờ. Tức là gì? Từ 9 giờ đến trước 17 giờ. Đó, 9 giờ sáng đến trước 5 giờ chiều thì quý vị có thể tiến hành cái công việc cúng ông Công Táo được. Và cuối cùng là ngày 23 tháng Chạp là ngày Bính Thân, đúng không ạ? Ngày Bính Thân thì cái ngày này thì chư thần tại thiên hầu Ngọc Hoàng làm khám hỏi sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian và địa phủ. Nếu mà ai làm lễ thì nói chung ấy cũng là một ngày rất là tốt. Và trong ngày 23 tháng Chạp thì quý vị nên tiến hành làm vào cái lễ, đúng không ạ? Vào cái khung giờ là 7 giờ đến 9 giờ sáng hoặc 9 giờ đến 11 giờ sáng. Đó. Tuy nhiên quan niệm dân gian kiêng kỵ là cúng ông Công ông Táo sau 12 giờ. Đó. Vậy nên cái khung giờ sau 12 giờ thì chúng ta không nên dùng nhé, không nên dùng nhé. Đó là những cái khung giờ tốt để chúng ta tiến hành cúng ông Công ông Táo thì tất cả được Từ Thông để trên màn hình nhé. Quý vị có thể cho dùng màn hình và chép lại, chụp lại để tìm cho mình những cái khung giờ tốt nhất phù hợp với mình để mình cúng ông Công ông Táo cho được thuận lợi và may mắn. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho mình những ngày giờ tốt để làm mọi việc cho được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta cũng cùng tìm hiểu về cái lễ vật cúng ông Công ông Táo năm 2023. Đấy. Thì trước khi bước vào cái văn lễ, cái cúng ông Công ông Táo cầu gì, đặt câu gì để được may mắn bình an, cầu gì được nấy, thì chúng ta cũng cần phải xét về cái nghi lễ sắm trong cái dịp lễ cúng ông Công ông Táo này. Thì cái lễ vật cúng ông Công ông Táo trong ngày 23 tháng Chạp truyền thống ấy, thường gồm những cái loại lễ vật sau này. Quý vị có thể mở trang 11 ở trong quyển Văn Khấn Tuần Thư hoặc là trang 12 là cái bài Văn Khấn ấy, Văn Khấn cúng ông Công ông Táo thì Từ Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị ngay sau đây. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Văn Khấn Tuần Thư để tự mình có những cái bài văn khấn chuẩn chỉ nhất. Trong quyển sách Văn Khấn Tuần Thư này có 77 bài văn khấn tất cả các dịp lễ Tết, Dỗ, Chạp, Rằm, mùng 1, cúng thần tài thổ địa, đi chùa thì đều có hết trong quyển văn khấn này. Vậy nên quý vị có thể yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về cái lễ vật để cúng ông Công ông Táo. Nó thường bao gồm những loại lễ vật sau. Thứ nhất là mũ ông Công ông Táo 3 cỗ hay là 3 chiếc, 2 mũ đàn ông và 1 mũ đàn bà. Mũ dành cho ông Táo ông ấy thì có 2 cánh chuồn, còn mũ cho Táo bà thì không có 2 cánh chuồn. Nhiều người chỉ cúng 1 cỗ mũ ông Công ông Táo có 2 cánh chuồn để tượng trưng đó. Cá chép thì lễ vật thứ hai là cá chép, nó tượng trưng cho cái phương tiện di chuyển đi lại của ông Công ông Táo. Các bạn có thể sử dụng cá chép giấy hoặc là cá chép thật đều được. Thường thì ở người miền Bắc ấy, người ta sẽ cúng một con cá chép sống thả trong chậu với ngụ ý là cá chép hóa rồng. Nhưng Tại Nam Bộ thì người ta thường cúng cái chấp giấy nhiều hơn. Lễ vật tiếp theo gồm tiền vàng, một chiếc áo, một đôi hia bằng giấy, những bộ đồ mã như là mũ, áo, hia và một số cái vàng thoi bằng giấy được đốt đi sau cái lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Và nếu mà nhà mà có cái bài vị của Táo Quân lưu niên hàng năm ấy, thì quý vị cũng có thể là hóa trong cái nghi lễ này và lập một cái bài vị mới cho Táo Quân. Tiếp theo Từ Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái mâm cỗ cúng Táo Quân ngày 23 tháng Chạp. Thưa quý vị, tùy theo từng gia cảnh, từng vùng miền thì ngoài các lễ vật chính kể trên thì người ta thường sắm một cái mâm lễ mặn với xôi gà, chân giò luộc hoặc là các món nấu như là măng miến, nấm. Đấy. Hay các lễ chay với các món là trầu cau, hoa quả, giấy, tiền. Đấy. Để tiễn Táo Quân. Thông thường vào ngày này thì mọi người cúng cỗ mặn. Mâm cỗ mặn cúng ông Công ông Táo về cơ bản ấy, nó sẽ gồm có những thứ sau đây: một đĩa gạo, một đĩa muối, 5 lạng thịt vai luộc hoặc là con gà luộc ngậm hoa hồng, một bát canh măng mọc, một đĩa xào thập cẩm, một đĩa giò, một đĩa xôi gấc, một đĩa chè kho, một đĩa hoa quả hoặc là một ấm trà, một quả bưởi, một con cá chép rán hoặc là cá chép sống đó, 3 chén rượu, một quả cau lá trầu, một lọ hoa đào nhỏ, một lọ hoa cúc, một tập tiền giấy vàng, vàng mã. Gia chủ có thể cúng các đồ chay hay đồ mặn, đồ cúng nhiều hay ít tùy thuộc vào gia cảnh của từng nhà. Không nhất thiết phải mông cao cỗ đầy là được hưởng lộc. Quan trọng là quý vị cần phải có cái tấm lòng thành. Thưa quý vị, một số người có câu hỏi là gì? Khi mà cúng ông Công Táo thì sẽ cúng mấy con cá chép là đủ? Trong cái ngày lễ tiễn ông Công ông Táo về chiều trời thì cá chép là cái đồ lễ không thể thiếu. Đây là cái loài vật duy nhất có khả năng vượt vũ môn để hóa rồng, nên được chọn là cái phương tiện di chuyển để các táo về trời. Vậy thì cá chép cúng Táo Quân cần có mấy con? Có người cho rằng nên cúng cá chép ít nhất là 3 con, tương đương với 3 vị thần. Cũng có người lại nói chỉ cần một con hay là một cặp cá chép là đủ. Theo quan niệm của dân gian, nếu mà gia chủ có gia cảnh tốt thì nhiều cá chép là tốt, còn không ấy, thì chỉ cần 3 con cá chép đã là đủ rồi. Tuy nhiên, cái việc cúng cá chép quá mức thì nó chỉ mang cái ý nghĩa là phóng sinh mà thôi. Còn số lễ thực tế chỉ cần 3 con là đủ, không phải là gì một chục hay là gì một cặp hay một con gì cả. Và một câu hỏi đặt ra với một người đặt ra với Tử Thông cũng rất nhiều trong thời gian qua, đó là gì? Chúng ta nên cúng cá chép thật hay là cá chép giấy? Thì đây cũng là cái thắc mắc của khá nhiều người. Quý vị lưu ý này, tùy từng vào điều kiện của các gia đình mà chúng ta có thể dùng cá chép thật hay cá chép giấy thì đều được. Các hộ gia đình ở chung cư hay khu đô thị thì có quy định rất nghiêm ngặt về cái an toàn cháy nổ, nên là hạn chế đốt vàng mã thì có thể dùng cá chép thật để làm cái lễ cúng. Còn với gia đình sống ở thành thị hoặc là nông thôn nơi có nhiều cái hồ ao ấy, thì cái việc đi thả cá chép cũng thật là dễ dàng, đúng không ạ? Và quý vị có thể thả cá chép thật. Bên cạnh đó cũng có nhiều cái trường hợp khó khăn trong việc thả cá chép. Đã có nhiều trường hợp mà phải đi rất xa nhà mà không gặp được cái hồ ao và cũng rất dễ gây tai nạn đó. Có trường hợp tuy gần ao hồ sông suối nhưng cũng có trường hợp là gì rất là khó. Vì vậy quý vị cũng nên cân nhắc giữa việc cúng cá chép thật và cá chép giấy. Tuy nhiên ấy, thì quý vị nên cúng cá chép thật là tốt hơn. Thưa quý vị, và ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về khi cúng ông Công ông Táo thì chúng ta nên cầu gì khấn gì để cả năm được làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, cái văn khấn ông Công Táo ngày 23 tháng Chạp thì quý vị đã biết đấy, Táo Quân là hay là Táo Phủ Thần Quân ấy, chỉ 3 vị thần cai quản bếp núc định luận cái phúc họa của gia đình. Phúc họa này xuất phát từ cái việc làm đúng hay làm trái với đạo lý của gia chủ với những người trong nhà. Thì ngoài ra những vị Táo Quân còn giúp ngăn cản cái sự xâm phạm của yêu ma vào cái thổ cư và giữ bình yên đối với những người trong gia đình. Các Táo Quân quanh năm ở trong bếp nên là biết hết mọi chuyện trong nhà. Cuối năm đến ngày 23 tháng Chạp thì các gia đình làm cái lễ đưa tiễn ông Công ông Táo về trời rất trọng thể để được Táo Quân báo cáo về cái công việc tốt trong năm. Và sau đây là cái bài văn khấn về Tiễn Táo Quân Về Trời ngày 23 tháng Chạp. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì quý vị có thể mở cái trang số 10 nhé, trang số 10 trong quyển sách Văn Khấn Tuần Thư để cùng đọc bài Văn Khấn với Từ Thông nhé. Bài Văn Khấn như sau: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con kính lạy Ngài Hoàng Thiên Hộ Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy Ngài Đương Niên Thái Tuế, Trí Đức tôn thần. Con kính lạy Ngài Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị đại vương. Con kính lạy các ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài Tiền Hậu Địa Chủ, Tài Thần. Con kính lạy các bậc gia tiên, chư vị tôn thần cai quản trong đất này, xứ này. Con kính lạy hội đồng gia tiên họ. Hôm nay là ngày tháng năm, gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình: vợ, trưởng nam, thứ nam, trưởng nữ, thứ nữ. Chúng con cư ngụ tại nhân ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Táo về trời. Gia đình chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, lễ nghi, trình báo với hội đồng Táo Quân và các vị chư thần tôn thần. Gia đình chúng con nhờ công đức của các ngài che chở, chăm lo việc bếp núc, giữ cho gia trạch bình an, bốn mùa không hạn ách tai bay, trong ngoài ấm êm, toàn gia hạnh phúc mạnh khỏe. Ân đức này chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Trong suốt năm qua, gia đình chúng con tu trong cõi thế, đường tu còn nhiều thử thách, nên có điều gì chưa nên, chưa phải, chúng con cúi xin chư vị tôn thần xá tội cho toàn gia chúng con trong năm qua. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt cuối năm mãn khí, các ngài về báo cáo với thiên đình. Gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ ơn, mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng tôn kính. Cúi xin các vị chư thần Táo Quân nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức, chứng giám lòng thành của gia đình chúng con. Kính mong chư vị tôn thần, ngài Đương Nguyên Thái Tuế, ngài Thành Hoàng Bản Thổ, ngài Bản Cảnh cùng các vị tôn thần phù hộ cho gia đình chúng con được an cư lạc nghiệp, sức khỏe bình an, tăng tiến tài lộc, công thành danh toại, gia đạo thì hưng vượng, tám tiết hưởng bình an, hanh thông lợi lạc. Xin các ngài về trời ban phước lộc, phù hộ độ trì, chỉ giáo cho chúng con đường đi nước bước, để năm sau chúng con được sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an, gia đình an khang thịnh vượng, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con kính thỉnh hội đồng gia tiên họ Đồng Lâm án tiền, Đồng Lai hâm hưởng, chiêm ngưỡng tôn thần, chứng giám lòng thành, tiếp dẫn lễ vật của gia đình chúng con đến chư vị tôn thần. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin soi tận. Gia đình chúng con bái lại tạ ơn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, sau đó quý vị vái ba vái và kết thúc cái nghi lễ cúng ông công táo. Chờ khi hương cháy đến 2/3 nhé, đến 2/3 hoặc cháy hết thì điều hóa vàng mã. Thưa quý vị, đó là cái bài Văn Khấn của ông Táo, thì quý vị có thể tham khảo thêm ở quyển sách Văn Khấn Tuần Thư trang số 10 nhé. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Văn Khấn Tuần Thư. Chọn ra cho mình những cái bài văn khấn chuẩn nhất. Đấy, có 77 bài văn khấn cho quý vị lựa chọn để giúp cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Tiếp theo, Từ Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái cúng ông công táo ở đâu, ở trên bếp hay ở bàn thờ gia tiên. Thưa quý vị, tùy theo quan niệm hay là phong tục tập quán của từng địa phương mà cái việc lựa chọn nơi cúng táo quân cũng có rất nhiều cái điều khác biệt. Theo văn hóa truyền thống dân gian, việc đặt bàn thờ ông công táo thường là ở trong bếp. Nếu nhà nào có bàn thờ ông công táo như vậy thì nên đặt mông cỗ cúng tại đây. Trong trường hợp không có bàn thờ ông công táo riêng thì có thể đặt chung với bàn thờ gia tiên, chứ không nên đặt mâm cúng ở bếp hay là ở ngoài ban công vì sẽ không có tác dụng. Quý vị thân mến, cái hướng đặt bàn thờ ông công táo cũng không quá quan trọng. Theo phong thủy thì nhất vị nhị hướng, quan trọng nhất là ở cái vị trí phải là ở chỗ tốt. Ban thờ táo quân nếu mà có thì khi đó có thể đặt ở những chỗ tốt. Quý vị cần chú ý tránh tựa và tránh tọa vào gì, vào nhà vệ sinh hay là gì, tránh tọa vào bếp, đúng không? Hoặc là tránh quay hướng vào quay hướng vào nhà vệ sinh ấy, cái hướng bàn thờ nó hướng thẳng vào nhà vệ sinh và hướng thẳng vào bếp thì cũng không nên. Tuy nhiên ấy, cái việc làm lễ cúng ông công ông Táo Quân ở đâu ấy, thực sự cũng không quá quan trọng. Cái lễ cúng này nó thực hiện tùy theo cái nghi lễ thường ngày của từng gia đình hay là của phong tục tập quán từng địa phương. Cái việc cúng bái thần linh quan trọng ở cái lòng thành, chỉ cần gia chủ thành tâm thờ cúng thần linh cũng sẽ được phù hộ độ trì. Tiếp theo thì chúng ta cùng xét là trong cái ngày cúng ông công ông Táo thì chúng ta cần phải kiêng kỵ những cái điều gì. Và dưới đây là những cái điều kiêng kỵ trong cái lễ cúng ông công ông Táo mà quý vị chớ phạm phải, kẻo bị thần linh của trách. Kiêng kỵ làm lễ cúng các táo sau ngày 23 tháng Chạp. Kiêng kỵ dâng cúng táo quân những cái món ăn kiêng kỵ như là thịt chó, thịt vịt, thịt chim. Đấy. Kiêng kỵ cầu xin tài lộc khi mà cúng táo quân. Kiêng kỵ ném cá từ trên cao hoặc là gì, cho táo trong túi rồi ném thẳng xuống. Lưu ý khi mà thả cá phóng sinh ngày ông công táo thì phóng sinh bằng cái tâm chứ đừng có theo cái phong trào, chạy theo cái số đông. Tuyệt đối không nên mê tín hay là vụ lợi để đầu cơ công đức. Quý vị nên tránh những cái hành động như là thả cá chép từ trên cao xuống hay là thả cả túi xuống hoặc là cầm cả xô đổ xuống. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể chọn những giờ tốt lành để thả cá chép vào ngày 23 tháng Chạp. Một câu hỏi nữa đặt ra với quý vị đó là gì? Vậy thì 23 chúng ta tiễn ông công táo, vậy thì bao giờ các ngài trở lại? Đó, ngày nào ông công táo quay trở lại dương gian đó là sau khi làm cái lễ cúng táo quân thì ông táo về trời, đúng không ạ? Thì cái ngày 30 đấy, khi mà chúng ta nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón các vị thần mới quay trở lại thì táo quân cũng sẽ quay trở lại trần gian vào cái đêm giao thừa. Vì vậy vào cái đêm giao thừa, nhiều gia đình tổ chức một cái mâm cơm thịnh soạn để đón giao thừa, vừa để đón ông công ông táo về với gia đình, mong các vị thần phù hộ độ trì cho gia đình một năm mới sung túc, an lành và hạnh phúc. Tiếp theo là sau cái lễ cúng ông công ông táo thì gia chủ nên làm gì để gặp may mắn? Thưa quý vị, sau cái lễ cúng ông công ông táo nên làm gì? Thì trong 7 ngày mà ông công ông táo lên trời thì thông thường các gia đình sẽ làm những cái việc như là gì? Bao sái, dọn dẹp ban thờ, tỉa chân nhang hay là thay lại bát hương. Quý vị hãy kiểm tra xem nếu mà bát hương nhà mình có linh hay không. Đấy. Bằng cách là quý vị kiểm tra cái trong bát hương có cốt hay không. Nếu mà không có cốt thì quý vị hãy nạp ngay cái cốt thất bảo này vào trong bát hương. Khi có cốt thất bảo thì cái bát hương mới lưu giữ được cái linh khí, lưu giữ được cái lời nguyện cầu, lưu giữ được những cái lời cầu khấn và kết nối tâm linh sâu sắc giữa người âm với người dương. Từ đó các ngài sẽ ngự được lâu hơn và sẽ ban phúc ban lộc cho con cháu. Thêm nữa, khi mà cái bát hương nó có cốt thất bảo thì nó cũng sẽ lưu giữ được linh khí và đẩy xa những cái tà khí, những cái tạp khí, những cái uế khí. Đấy, khiến cho bát hương nó không bị nhiễm tạp và cái bàn thờ nó trở nên gì? Linh ứng hơn. Đó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái cốt thất bảo mang lại cái may mắn, tài lộc và gì? Giúp cho công việc bốc bát hương nó trở nên là gì? Thuận lợi, suôn sẻ, giúp bát hương linh ứng hơn, cầu gì được nấy. Thêm nữa, sau cái dịp cúng ông táo thì cũng rất nhiều người chọn làm cái việc là lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang. Thì cái việc lau dọn bàn thờ thì quý vị hãy dùng cái loại nước thơm nhất tâm hương để lau dọn bàn thờ, giúp cho bàn thờ nó trở nên là linh ứng hơn. Đó. Cái nước nhất tâm hương này nó bao gồm các thảo dược như là quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, bồ hòn, chanh xả. Thêm nữa là nó có công dụng là làm sạch tẩy uế, bụi bẩn trên bàn thờ, đúng không ạ? Đồng thời nó cũng sẽ xua đuổi côn trùng. Đặc biệt là trong những ngày Tết ấy, thì chúng ta cúng liên tục và bánh chưng cũng như là các đồ lễ ở trên đấy nhiều. Vậy nên là gì? Đôi khi nó sẽ bị gián kiến, nó xâm nhập. Vì thế quý vị có thể dùng cái nước chất tâm hương này, quý vị xịt vào xung quanh ban thờ trước khi mà thắp hương hoặc đặt đầu lễ, hoặc là sau cái dịp 23 tháng Chạp ấy, để gì? Để xua đuổi côn trùng, xua đuổi ruồi muỗi, gián kiến, giúp cho không gian thờ cúng được sạch sẽ, hanh thông và trở nên linh ứng hơn. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái việc là lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang thì quý vị cũng cần phải tiến hành công việc bốc lại bát hương nhé. Đó. Tiếp theo, sau khi bao sái, dọn dẹp ban thờ, tỉa chân nhang xong ấy thì quý vị cũng cần dâng lễ mời các ngài về an vị vào cái lễ cúng tất niên. Sau đó dọn dẹp nhà cửa trang hoàng, đón một cái năm mới đầy sinh khí, cùng quây quần bên nhau để đón cái năm mới được an khang thịnh vượng. Và một câu hỏi đặt ra là gì? Vậy thì chúng ta không cúng táo quân có làm sao không? Thì từ xưa đến nay cái việc thờ cúng táo quân, cái vị thần bếp ấy, được chân quý và lưu truyền từ đời này sang đời khác. Bởi người ta tin rằng đất thì có thủ công, sông thì phải có hạ phá. Nên cái việc thờ cúng, cúng bái để được thần linh phù hộ là cái điều nên làm. Tuy đó chỉ là cái tín ngưỡng dân gian, nhưng mà chúng ta cũng nên tuân theo để được may mắn và bình an. Đấy. Bên cạnh đó thì cũng tùy vào từng quan điểm, từng sự lựa chọn của mỗi người, có thể tiếp tục duy trì hoặc là không làm theo cái tục lệ này. Nhưng mà Từ Thông khuyên ấy, các cụ nói là tốt lễ thì dễ cầu. Vậy nên quý vị nên tiến hành cái nghi lễ cúng ông Công, ông Táo để được may mắn và bình an. Khi tiến hành cái lễ cúng ông Công, ông Táo, Táo Quân ấy, thì nếu mà cúng bằng cái tấm lòng thành kính thì sẽ mang lại cái may mắn phát lành cho bản thân và gia đình. Còn nếu mà bản thân cũng nửa tin nửa ngờ thì quý vị nói chung là cúng thì cũng vẫn tốt hơn không. Thưa quý vị, tự chung lại thì cái quan niệm thờ cúng tâm linh là của mỗi người, không ai gượng ép ai. Nhưng mà cuộc sống này có tốt đẹp hay không là do sự nỗ lực của chính bản thân mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thưa quý vị, trong tín ngưỡng dân gian thì Táo Quân là cái vị thần theo sát cái cuộc sống của mọi người, với cái vai trò là tay chân của Ngọc Hoàng đến với muôn nhà. Thường ngày thì ông Công, ông Táo ghi lại những cái công tội tốt xấu của mọi người để ngày trở về trời báo cáo với Ngọc Hoàng, làm cơ sở để thưởng phạt, để thưởng cái tốt và phạt những cái xấu. Do đó, để được Táo Quân phù trợ thì người ta thường làm cái lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời rất là trọng thể. Cái tục lệ cúng Táo Quân cũng từ đó mà ra. Bên cạnh đó, một năm mở đầu bằng cái Tết Nguyên Đán và kết thúc bằng cái lễ cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp âm lịch ấy. Đêm 30 tháng Chạp thì ông Công, ông Táo lại trở về với trần gian, trở về với gia đình bước khi bước vào năm mới. Như vậy, cái hệ thống lễ Tết làm thành một cái chu trình khép kín, âm dương chuyển hóa cho nhau. Cúng Táo Quân chính là để chu trình này sẽ tiếp diễn và suôn sẻ. Mọi người trong gia đình, mọi thành viên sẽ được khỏe mạnh, may mắn và bình an. Học hành hay làm ăn đều cũng tấn tới, hanh thông và thuận lợi. Thưa quý vị, vậy nên cái việc cúng Táo Quân hay là không cúng Táo Quân ấy thì nó cũng là một cái việc mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Nhưng mà Từ Thông khuyên quý vị nên cúng thì sẽ tốt hơn. Đó. Các cụ nói là gì? Tốt lễ thì dễ cầu. Đó. Quý vị thân mến, như vậy là Từ Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái nghi lễ cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp, từ cách sắp lễ đến văn khấn như thế nào. Đấy, hy vọng những cái chia sẻ của Từ Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ giúp cho gia chủ có được cái may mắn, bình an, phát tài, phát lộc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.